Chào anh em và các bạn đến với kênh Dũng miền Tây của mình nha. Hai tà đang tranh cãi lúc này thì máy sới bị lầy à. Rồi lúc này thì máy cài đi vô để giải cứu máy sới bị mắc lầy à. Bây giờ hai tà đang tranh cãi với nhau nãy giờ. Tài xế máy kéo, máy sới nó kéo thôi. Giờ đang chuẩn bị về lại để tiếp cận lấy lầy lên nè. Tình thế cấp bách mà để không chạy là thua. Đó. Lúc này thì chuẩn bị lấy lầy em máy sới xếp lên. Chặt gì nữa. Còn nữa anh em ơi, còn nhiều dữ dằn lắm. Một phen lấy lầy cũng mới vừa rồi nè anh em ơi. Đất này thì nói chung ra còn dữ dằn lại luôn. Đó là kích cái bánh lên nè. Rồi tuôn bánh luôn rồi. Trời, quá luôn. Bứ ra. Bỏ cái lỗ bên đó lại rồi. Xuất bố hoài luôn rồi anh em ơi. Ồ. Đấm xuống. Rồi. Ôi lượn cái bồn ra. Ôi lượn. Hết hầu không. Lạng kiểu này nè. Tài xế này dữ dằn không. Mài xuống rồi kìa. Rồi sao rồi, sao rồi? Ồ. Chạy dữ đi. Nước quá lớn, lúc này uống nước cái đây cho khỏe khỏe rồi. Hiện tại máy cài đang làm ở đoạn trên này nè. Rồi lắm đây. Quánh cành ở cái vàng sới biết không, cái gì mà nó quánh dữ thằng nha. Đó. Lúc này lùi à, không tiến rồi. Tài xế này chơi cái mui ngược nè. Cái mui này là cái mui 70 Blood mà giờ gắn ngược kiểu này nè. Đọc không? Đang lướt dán nè. Ồ. Chạy cũng dữ lắm. Nãy giờ thì đang lướt, lúc này thì dính lại luôn rồi nè anh em. Qua đây hỗ trợ giúp chén coi tình tạch. Qua đây giúp chén rồi. Tình tạch đang dọ đường để đi qua.
Rồi nãy giờ thì đầy được rồi nè. Ôi ôi. Chết rồi. Ồ. Lúc luôn. Giúp chạy thành thật qua giúp chén ơi. Ồ, đúng cỡ đó rồi đó. Xanh mặt luôn. Thua. Lướt hồi nãy giờ quá trời lướt luôn, cuối cùng bị dính lề này cũng khá nặng, hiện tại hai cây đang lề hết luôn. Gọi cứu hộ. Tình tạch qua giải cứu cái ra tình tạch. Gì hả? Hiện tại thì hai chiếc lướt qua đời nhau thì mất lầy. Nằm bất động im ru kêu tình tạch qua thì cuối cùng tình tạch không dám qua. Thì lúc này đang thuê xe kéo qua để hỗ trợ nè, đang kéo lầy lên nè. Đó. Chứ bây giờ hết cách rồi, biết làm sao giờ. Thứ dữ không à. Đó, vừa lòng chưa. Vậy là kéo cái máy cài trước rồi anh em ơi. Kéo máy cài trước. Đó, nằm bất động hết trơn luôn. Rồi sao kéo không nổi trời. Đang thề sẽ kéo vô để hỗ trợ để kéo cái máy xới bánh xích với cái cây máy cài, nó nằm bất động lúc hết luôn. Lúc này thì giải cứu máy cài trước nè anh em. Nằm kiểu này thua luôn. Giải cứu cái máy cài trước. À, tới giải cứu cái máy xới bánh xích. Rồi lúc này thì giải cứu em máy cài trước. Lúc cỡ này nè anh em. Vô luôn. Ôi dồi có nó bường kìa anh em ơi. Đất ra rồi. Rồi ơi lúc. Đất ra rồi. Lúc nặng hơn hồi nãy luôn. Không được rồi. Bự rồi, bự bánh rồi. Không. Không thành công à. Giật á. Giật coi. Ừ. Ôi dồi, con nó miết xuống kìa anh em. Cái máy cài nó miết xuống hết hồng luôn kìa. Rồi, không được luôn rồi. Dè là nó miết xuống không à.
đang thuê xe kéo lại, cuối cùng giải cứu không thành công rồi nè. Đang nghe điện thoại. Không nghe luôn. Điện thoại đổ chuông mà không nghe luôn. Quá giận. Không thành công. Không lên được. Lúc này thì các em máy sới bánh xích này trước đi. Lúc này thì đang móc dây xích vô rồi. Lúc luôn cái bánh đầu còn có chút xíu à. Anh em xem hết video mình đang hiện tại đang quay ha, coi lấy bằng cách nào lên. Thì lúc này thì cây máy cày lúng nặng hơn lúc nãy, tại vì ve xuống là nó miết xuống à. Đây đang chuẩn bị giải cứu em máy sới nha nè, nó mài cái bánh sới ở lớp dưới kìa. Tốt, ôi dữ luôn, có nghĩa không lớp, ôi nguyên lực luôn. Rồi giải cứu em máy sới lên được rồi nè, còn cái cây máy cày thì rất là nặng, kè cọc lỗ kìa, đang có nước xuống kìa. Dữ dằn không. Cái gì là kéo cái máy cày kéo tới với kéo về là nó lúc nữa. Em máy cày này là nó miết hết hồng xuống luôn nè. Lúc cỡ này nè, quá trời à. Rồi lúc này thì xe kéo qua để hỗ trợ kéo em máy cày lên. Kéo đầu chứ kéo đít là kéo không được đâu. Đó. Bán quá, vuốt. Ôi dữ. Mới lấy lên được cây, còn cây máy cày. Hiện tại lúc này thì xe kéo đang đi qua để giải cứu. Đó. Ôi dồi, có kìa. Đang ve vô. Toàn dò đường để cho xe kéo để giải cứu mới được. Ôi dồi, hết hồn mạnh không? Lôi xe kéo đi cài cài luôn kìa. Đất này nó lầy dữ trời lắm. Tới pha giải cứu em máy cày nè. Còn máy kéo thì nằm ở bên đây. Cái này nối anh em ơi. Hai cộng dây xích nè.
Rồi lúc này thì tài máy cày đang chuẩn bị băng qua cái đường mương luôn nha. Cái đường mương đó là cái đường mương đó. 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 Hết hồn chưa? Dữ dằn không? Còn lầy nữa anh em ơi. Từ bên đó hai tài xế đang lướt qua đời nhau cái thì hai cây đang so kè rồi lầy một chỗ một luôn. Máy này đời máy này là 2018 nè. Máy này của Nhật. Xe kéo này để dành đây để đây. Mướn nguyên ngày là có gì lầy kéo nữa. Ồ, đất nó lầy cỡ này nè anh em. Rồi lúc này thì tài xế của bánh xích đang chuẩn bị đi sới nữa nè, nhưng mà đất này là khó ăn lắm. Đất kiểu này là thứ gì chịu nổi anh em ơi. Thôi. Nữa rồi. Ôi dồi, đừng lo, chạy đi, ở đây có mướn xe kéo rồi, chạy vô tư.